chào cô chú anh chị và các bạn. Bữa nay hai chị em đang đi bẫy chuột. Nhưng bẫy bằng hồi khóm. Mình cắt này là mấy? Hả? Không? Có đó. Nè, nó cắn một bình mấy chân nè. Ừ. Xong chưa? Xong. Miếng nữa đi. Cho hai miếng luôn phải không? Dạ. Cái đó cũng hai miếng hay một miếng. Cái này muốn bự rồi. Cho nó ăn cho no luôn đi hả? Thơm quá chị. Thơm á. Khóm này nó mình để cho nó mùi. Cầu là con chuột nó đi vô, nó đụng vô cái cây này là nó sập liền. Sập bưng nè. Mình dài tập lum chân sập xuống cái, có hai cái phen này nó xuống đây á. Mà nó không có tự nhiên ra. Mình phải ăn rồi đi. Im luôn. Im luôn. Dài đi. Vì cái sáng mình đi thăm. Ừ. Tôi mời. Bây giờ giữa ngoài này đặt thêm cái nữa. Xin chào các bạn. Sáng mai hai chị em dân đi chợ bẫy chuột. Thì cuốn về luôn. Lục bình đó chị. Lục bình, sáng nay lục bình nhiều luôn á. Có không đây? À, có rồi nè. Ừ. Nè, nó phù kìa thấy không? Có này không phải giục cơm. Nó khù quá trời. Khù quá. Nó bự không? Nóng trà gì mình đặt một hai cái. Bự thì đặt ba cái. Vô nó thì còn thù cũng lá là. Nó kiếm chị à. Ở đó thì nằm đó đi. Yên tĩnh đi. Chụm đầy cái đây. Sập luôn, có luôn chị ơi. Có luôn hả? Dạ, có. Hai con giống thứ mà. Quay qua đám bệnh kia luôn đi. Chuột có chuột cũng nhum, nhum nhỏ. Phá ghê hồn. Ngày hôm qua không có làm dấu nữa chứ.
sắp tới chưa? Có dính hôm nay thấy sập rồi đó. Sập chưa? Sập. Nước mắt chà. Chà cái mặt không à. Dính là nhúc nhích. Quá con chuột bự chưa ơi, bự lắm luôn. Mình bới cái mũi mình vô được không? Hả? Chà bá lửa luôn á. Nắm vô. Nắm không tới bị mắc ai cạn. Không sao, em kịp cái gì. Kịp chắc, cậu chắc. Nó không kêu ăn. Con chuột kìa mà tóc to thế. Cái đó nó phải bự luôn á. Đó. Để cho cái răng nó đó nha. Chuột để dưới nha chị ơi. Đó, cái nóc quá. Quá. Đầy luôn cái lợp luôn. Phải hai con này bằng vậy nữa là ngon rồi ha. Con trà đó không biết có chuột bự rồi. Đừng có đụng nó nha. Đừng có mát. Để vô tay đừng cho nó lật. Dạ. Nắm trà được con chuột bự. Ủa anh nuôi bao nhiêu con heo mà giờ ngày nào cũng vớt lục bình dữ vậy? Ba mấy con. Ba mấy con hả? Heo rừng hả anh? Mười con heo nái. Mười con heo nái. Dạ. Bán rồi chứ, mình nhé, mình bán con nào cái mình cứ cộng rừng để mình đi lên. Dạ. Giờ từ sáng còn trăng hả chị? Ừ. Nam nó trái nhóc rồi chị ơi. Khóm luôn ha. Ăn hết luôn hả? Hết luôn á, chục nó còn ta còn khóm, còn bên chục bự không còn cái vỏ. Đây quẹo quên đây, quẹo vô, quẹo vô. Thơm quá trời, thơm không ăn sao được. Mua để cho chín mùi. Cái này vụ nó trúng chắc luôn. Rồi cái này em ru luôn. Ồ cái này có sập, có sập. Nó dính trong. Ủa có sập mà không có con gì chân gì? Hả? Trà này không biết có chuột à? Có nè nè. Không có nguyên luôn nè. Quan kia. Trái thấy hàm ha. Ông có lá luôn. Trái không? Ông bần không nó lên đó. Ông không thể vô mình chạy. Đặt chết bờ ai dám vô đó. Tôi chạy nó đi. Tôi chạy nó đâu. Ừ, hôm qua em đặt chỗ kia mà sao không thấy ông. Ủa ông nó không cắn. Hên á. Bữa nay sáng nó thăm ông dữ vậy. Bở mới nói nè, ông. Gì, làm em hết hồn chị? Tôi cũng hết hồn chứ hả. À, được một chục cơm nè. Lo nhìn ông không nghĩ nhìn chuột luôn. Đây. Chuột cơm này ngon này ha. Chuột này cơm. Mình đằng ẻo luôn không? Chuột cơm ta bỏ đằng dài vậy đó không? Không. Không. Không ghê vậy. Chút xíu tôi phóng xong nữa rồi. Phóng cái này cũng chết phục luôn. Không bất ngờ là chết phục luôn. Kìa hôm qua chỗ này nè, ống này nè. Chỗ này có về thấy gì nè phải không? Ủa nhóc có chân luôn, nhiều lắm. Ủa sao không thử cứ một mình mà không bị trời. Hên á. Hên. Thấy không? Ừ nè. Hấp tức cái tay nè. Đừng cho mấy cây đụng, đừng cho sao tích nó đụng với mấy cây nha, nó rượt mình chết luôn á. Đây một cái nè. Có cây bà buộc có cả ống không nè. Cây này buộc con qua nhìn kỹ không có ong. À có nữa nè. Vô tụi nó cắn tanh bành hết trơn. À. Cơm. Chục cơm. Con cái mà không có hả chị ha? Ừ. Con cái mà còn khóc nghe. Rồi giờ bơi tốt dưới kia chút nữa. Ai dở cái gì kìa chị? Dở lợp hả? Coi thử có cá không? Ít nữa.
Ai nhắc chị rồi. Để mấy cái vỏ đó, cái vỏ nó mới chạy giọt dữ đó chị. Nha. Cái vỏ này chắc đi kiếm cá về quá. Chỗ này yên quá, không dính thấy gì ha. Cây gừa nè chị, rễ nó trắng là nó mưa đó. Dài lắm. Bay không nhìn hay lắm. Sao dễ dớn anh thầy? Dạ, yeah, nhiều cá không? Dạ. Yeah. Dính nè, dính chị ơi, dính. Dính nè, chút cơm. Ở bên đây cái nè. Ồ, cái này không dính nè. Không dính để một bên đi. Được ba cái không dính nè. Nhưng mà chỗ này á, đi mà không dính nha. Rồi. Cái này hiu luôn. Nó nằm ở ngoài nè. Tự nhiên hết dính cái buồn nghe hả? Được chị dính không? Dính hay về? Không, không có cầm mặt. Sao mẹ em gõ vậy mà nó không? Tắm cái gì? Gõ mạnh quá hư cái lợp của em ạ. Gõ à? Để bên chuột đi. Nó hả họng hoài. Gần tới chợ luôn. Cái chợ ăn bún hủ tiếu rồi à, hả về luôn. Gọi cái này không dính luôn chị. Cái nguyên sớm này nó không có rồi. Sớm bị ui mắng rồi. Ăn mũi. Đây sát bên đây có một cái kìa. Ê, cái này động kìa. Cái này có hay à? Có. Ồ, con chuột. Chuột cũng bự rồi nghe.
ăn vậy. Chị coi nè, chị coi cái về lục bình luôn nè. Ghê không? Ê, cái gặp. Chị định lại. Đụng đụng vô cái lập gặp nha. Vô gặp. Ừ, lôi cho mình miếng ấy luôn. Bỏ dưới chị, đúng thôi nó lật à. Ừ, ngồi gần đây đụng nó là biết nha. Chị sợ nó muốn chết vậy. Mấy cái nó hết rồi. Nấu cơm hả chị? Có mấy con à? Còn cái cuối cùng. Cái xóm này nó không có chuột. Cái cuối cùng không dính luôn. Dạ. Rồi mình thăm bẫy chuột xong rồi, giờ kết quả của mình được mấy con đây. Ê, 2, 4, 6, 7 con. Có hai con chuột này nó bự nhất hả chị? Nó bị dướng chì đây luôn nè. Dướng như chì á. Ui, nó bự rồi nè. Sao nhà nó cái dây chì này ở đâu mà nó sổ ở đây vậy cô? Sao vậy? Hôm nay móc bên kia vậy? Hai con chuột này. Hai con chuột này bự nhất. Bây giờ mình đi về ha. Về. Mình kiếm đường á. Về em nấu đi cho Trang. Ôi chị bữa nay chị Út chạy máy bữa. Thôi à. Hai đâu à. Chuột hai chị em đi bẫy về. Dân làm hai con chuột bự, chuột nhỏ không có làm. Chuột này dân nướng tươi không có ớt gì trơn á, cho xả vô trong này vậy hả? Rồi quét một chút mật ong vô. Mật ong này pha miếng nước cho nó loãng loãng. Chuột này nhổ lông. Mình tha một lớp gì hồi mình nướng xong rồi gần chín mình tha nữa. Con chắc để dưới của chị con bự kìa. Chuột bự để dưới, chuột nhỏ để trên. Thay nó bự hơn người ta. Dính rồi. Quay chừng nào tới nó chín thì chín là nó giòn ngon lắm á. Quay chuột á. Quay chuột á. Quay chuột á. Đó nó nhảy ra lên lên. Cái này và cái này quay con heo sữa được nè. Có người ta để cái đuôi với cái chân ta ăn luôn á chị. Gớm lắm. Mấy ông nhậu á. Còn dưới bóng bóng rồi đó. Bóng rồi đó. Tôi ngon rồi đó nha, bóng nước da nha. Này ăn cái gì, muối ớt hả? Muối ớt chanh đi. Để sống. Chuột quê như là sắp được rồi, vàng tươi quá trời ngon. Không phức luôn. Cái tôi sao nó rớt lên chứ xuống hoài không biết nữa. Con nó chín rồi đó, con này cũng chín luôn rồi nè. Rồi. Nè, chỗ này nó bị khét luôn rồi. Tại mình hâm là cho nó nóng. Hâm là cho nóng nó lụm phỏng tay luôn, nóng. Rồi xong rồi chị ơi lấy lên ăn. Rồi. Em còn hai sâu ốc nữa nè. Rồi. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá, nóng quá. Nóng quá.
nóng quá. Dạ nóng thiệt chứ, phải nóng chơi đó. Nóng thiệt, nóng chơi. Dạ, dạ bằng tay đi ông làm để. Em sợ nó nóng nè. Không, nóng lắm. Rồi, chuột mình nướng chín rồi, mời các bạn ăn chuột cùng chị Út nha. Em ăn ốc. Dạ, ăn cái sữa hai chuột này ngon nha. Ngon nha, ngon nha. Cái này phải cho chị Út lon hai lon bia cho chị xỉnh luôn. Thôi à, uống bia thôi, tôi đi tôi té nhà sàn này tôi chết. Cá ăn hết. Cá một hầm là cái vụ tôi. Vụ hả? Ờ, đó mình rồi, xé ăn đi chị. Coi, mình ăn coi. Xé bự luôn, xé bự luôn. Nóng ha. Nóng muốn chết nè. Tại mình còn tham nữa. Người ta chín rồi thôi để nó đi. Nguội vậy. Ồ, ngon quá. Khỏi lên ngùng ngục luôn kìa. Rồi. Ăn nào. Rồi mời các bạn. Mời các bạn ăn chuột chứ. Ăn mà chín. Ăn đi, em ăn ốc. Thấy thèm quá. Ngon quá trời. Dính tay luôn rồi nè. Ăn ngày sáng phỏng ăn chịu nha. Cái thùng mới chín đâu có tám. Rồi mời các bạn ăn ốc. Ngon. Ngon nha. Ốc nướng nó giòn. Ăn rau em. Ăn rau mới chín. Ăn rau ngủ, ăn chuột không ngủ rồi. Đi chứ bà có ăn đâu ngủ. Chơi đuổi đi. Không ăn mà đặt rồi ấy nữa. Cặp như vậy ngon. Ừ, ngon á. À, nó mơ nè. Ừ. Ăn rồi không? Không, cái đó chua lắm. Cháy đầm ruột. Thôi. Nói em bẻ một cây á. Chụp nướng vị ngon ha. Dạ. Yeah. Khô luôn. Cầm. Lạ hả? Anh dụ chơi hả? Chua. Thế làm dược nó chua. À. Chua muốn chết á. Rồi video của mình đến đây đã kết thúc. Hẹn gặp lại các bạn những video sau. Chào tạm biệt các bạn.